đâu có gì đâu, lộn xộn cũng ok mà. Thì hai bạn đó, sư Kha, luật sư Ngọc, chị rể luật sư Ngọc. Hồng Loan đã lên tiếng sau Kê, bất ngờ nghệ sĩ Vũ Luân xuất hiện trong live ni. Trong tối ngày hôm nay, Hồng Loan bất ngờ lên tiếng khi một số khán giả nhắn tin cho cô. Chị tạm ngưng theo dõi và ủng hộ drama nhà của nghệ sĩ Vũ Linh vì thấy thất vọng các cư xử của Hồng Loan thành Mỹ và Bùm Bùm, vì thiếu tôn trọng cộng đồng mạng và thái độ ngạo mạn, có khi có thái độ hỗn láo với những người giúp họ. Nên nhớ, cộng đồng mạng họ ủng hộ và giúp đỡ Hồng Loan chỉ vì yêu thương của nghệ sĩ Vũ Linh, chứ con và cháu thì cũng chỉ là người bình thường trong hàng triệu người dân bình thường của thành phố này, chứ có gì đâu em. Các bạn không biết trân trọng sự giúp đỡ của mọi người thì mọi người cũng không cần thiết phải quan tâm đến việc nhà của ông Vũ Linh nữa, vì phí thời gian và công sức, các bạn tự lo cho mình nhé. Xin lỗi chị đã có phần thất vọng về em và những đứa em họ trong việc để cho người lên tấn công các kênh bảo vệ mình. Chị sẽ không theo dõi các em nữa. Dù sao cũng chúc các em sớm có cuộc sống bình yên. Những khán giả này đã nhắn tin điện thoại cho Hồng Loan nói mình rất thất vọng về ba anh em Thành Mỹ, Hồng Loan và Bùm Bùm. Nói mình ủng hộ Hồng Loan và Bùm Bùm Thành Mỹ chỉ qua là thương nghệ sĩ Vũ Linh, nên cách cư xử của ba người này ngạo mạn lại không lên tiếng bênh vực. Những kênh đã nói tốt cho mình nên ngừng ủng hộ. Sau những tin nhắn này, Hồng Loan cũng đã lên tiếng. Dạ, nguyên ngày hôm nay con không biết có việc gì đã xảy ra và con đã nhận rất nhiều tin như thế này. Dạ, con không hiểu việc gì luôn và con đã có bài nói về vụ sao kê. Con và chị Ni chưa bao giờ lên tiếng ngừng việc sao kê, không hiểu tin tức từ đâu mà cứ dặn dắt cho là gia đình con và chị Ni không lo việc sao kê và dừng trong hiện tại. Dạ đại gia đình của con ơi, chưa hề có chuyện này và những thông tin trên đều là bịa đặt. Xin đừng tin những thông tin đó và con chỉ mong đại gia đình tiếp sức cho hai chị em để hai chị em con có thể bước tiếp. Và hãy nghe những thông tin từ hai chị em con, đừng nghe theo những thông tin khác rồi mình bị hoang mang. Con mong đại gia đình yêu thương và thông cảm cho hai chị em con với ạ. Và tính chính xác sẽ là hai chị em con thông báo đến đại gia đình mình. Còn những thông tin khác mình đừng tin. Với những câu chữ trong tin nhắn gửi cho Hồng Loan, cộng đồng mạng đã nhìn thấu dòng điệu rất giống bên phía ủng hộ gia đình ruột thịt. Sau bài viết của Hồng Loan thì Ni và Bình Tinh cũng đã vào bình luận. Ni phải coi chừng những tin nhắn này, điều do kênh kênh khích đó, tỉnh táo lên không sao. Hai chị em cứ âm thầm làm việc, những người hiểu chuyện sẽ chờ đợi. Đừng bằng lòng nhé, cố lên. Chắc kênh kênh khích bác thôi chị, chứ khán giả tụi em luôn chờ tin ở người trong cuộc. Còn những thông tin trên mạng, nghe phải biết chắc lọc và chỉ mang tính chất tham khảo. Vững tin lên chị nhé, ủng hộ Hồng Loan chị Ni cùng đại gia đình to bự nhà mình. Ni ơi, nhắc chị Loan đừng bị kích động với những tin nhắn như thế này, vì đây là nó thăm dò tình hình đó chị. Nó sợ lắm rồi, đứng ngồi không yên nên nhắn tin như vậy để thăm dò. Chị Loan cứ im lặng mà làm để nó trở tay không kịp. Chị lên đến chính là nó có chiêu trò nữa. Chị mệt nữa. Em để ý khi chị tung lên chứng cứ là bên đó lại có chiêu trò làm chị mệt thêm. Vì thế hãy im lặng mà làm. Chính xác và hãy thận trọng. Hiện giờ rất ảo nhiều lắm. Nó làm cho những người ủng hộ Loan đến chán nản để bỏ cuộc. Em nói hay lắm, thật ra không phải là bảo vệ phe nào mà là chúng ta đang bảo vệ cho lẽ phải, đang thượng tôn pháp luật. Người Việt Nam luôn thượng tôn pháp luật. Bình tĩnh, bình tĩnh nha mớm ơi. Giữ tâm an trong cuộc sống lúc này là điều cần thiết. Chúc em và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý em mong nó nhé. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, thương thì không xét nét nhiều. Đôi khi làm việc quá tải bạn ơi, rồi còn sức khỏe ngày hôm đó nữa. Hãy thông cảm và thấu hiểu cho các cháu nó nhờ. Để yêu thương mà đến thì xin đừng chê trách nữa nhi bạn. Công việc còn bộn bề, chính bỏ là 10. Tiếp đón không niềm nở thì lần sau ta không tới nữa vậy thôi. Vững tâm nha em, luôn ủng hộ và tin tưởng vào quyết định của hai em. Mình không thể làm vừa lòng hết mọi người em ạ. Mọi người nếu yêu thương, ủng hộ em ấy thì đừng gây áp lực. Hãy để mọi việc giải quyết theo trình tự mà luật pháp đã can thiệp vào. Và trong tối ngày hôm nay, Ni cũng lên livestream nói rõ mâu thuẫn giữa Trí Cảnh, Trang Vina và kể cả Thám Tử Cao, luật sư Kha. Cô nói mình không thể xen vào chuyện của những người này được, vì mọi người đã trưởng thành và đủ phân biệt đúng sai, tự do ngôn luận. Mình không thể bắt một trong số đó nói theo ý của mình được. Chỉ mong mọi người đừng làm kế ly gián từ phía bên kia. Mắt ở
trong đồng đội mà, nên chỉ cố gắng giải quyết, giải hòa thôi, chứ không phải là đi năn nỉ mà từng ngày từng giờ mà ai cũng cái tôi cao quá thì đi làm sao mà đi hoài vậy được, đúng không? Nhưng mà mỗi người cái phong cách sống mình nhìn nhận, chứ không phải lánh đồng hết ai cũng như ai. Không thể nói ừ bà đã quay xe giống nhỏ này, giống con kia, giống con nào, không có. Đi nhìn nhận từng người đi biết chứ. Trong lúc đi nói chuyện với mọi người thì người sĩ Vũ Luân cũng vào hỏi Ni vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Từ trước đến giờ nghệ sĩ Vũ Luân không muốn đem câu chuyện sao kê và tranh chấp tài sản đưa lên mạng xã hội. Và anh rất ngạc nhiên khi từ phe ta nay lại đấu khẩu lẫn nhau. Chị Ni cũng trấn an nghệ sĩ Vũ Luân, không có chuyện gì đâu anh, chuyện nhỏ hiểu lầm thôi. Nghệ sĩ Vũ Luân cũng rời like của Ni. Trong live hôm nay Ni nói việc sao kê vẫn đang tiến hành nhưng phải điều tra thật kỹ trước khi nhờ pháp luật can thiệp. Cho đến bây giờ luật sư Kha vẫn đang hỗ trợ Ni và Hồng Loan, chừng nào đích thân chính miệng của luật sư Kha nói thẳng với Ni là không còn muốn quan tâm và muốn dừng lại thì Ni và Loan sẽ lên tiếng. Chứ hiện tại luật sư Kha vẫn chưa nói gì với Ni. Hiện tại động thái từ Thám Tử Cao và Trang Vina vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.